và ta đi đi vượt hết núi đồi, giai điệu của mây trời đưa về nơi ngập tràn ánh nắng. Và ta đi đi vượt hết núi đồi, phiêu lưu với cuộc đời, mang hành trang kiêu hãnh ngột ngạt. Còn chần chừ chi hãy sống hết mình, sống trọn phút giây chân tình. Thanh xuân đang chờ bình minh, cuộc đời thật đẹp như mơ. Và sống hết mình, dẫu trái tim còn đầy bỡ ngỡ, thanh thang bước đi giữa trời rất xa. Sao tao đốt giấy nợ mà mày vẫn không vui à? Vì trước sau thì tao vẫn sẽ trả đủ nợ cho nhà mày, cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu. Tao chỉ cần thời gian rồi. Mày bây giờ là vợ tao, là con ông Triển, nợ nần cũng không còn nữa. Trải này. Hả? Mày nghĩ tình cảm của mày có thể đổi được hạnh phúc không? Tao nghĩ thời gian có thể chứng minh được hạnh phúc. Tao không nghĩ là mày có thể... Nói sao nhở? Ia cờ bắt đầu rung động rồi chứ gì. Không, mày đừng có mà nằm mơ, đến chết cũng không có chuyện đấy đâu. Xin lỗi, được chưa? Được. Ý tao là, tao với mày, tao thấy chưa có đủ thời gian để tao rung động. Nhưng mà tao nói chuyện với mày như thế này, tao lại thấy mày cũng chưa đến mức vứt đi hẳn đâu. Cũng ok mỏ. Thật á? Ừ. Nhưng nó phải thế chứ. Không phải ai cũng có thể làm những động tác vừa rồi như thằng Trải nhà mày đâu. Bọn dân thị xã còn phải nể phục tao phần nào đấy. Trải này, mày nghĩ phía bên kia ngọn núi sẽ là cái gì? Đường xuống dưới xuôi. Đúng. Tao cũng muốn xuống xuôi để mở mang tầm mắt, đem kiến thức về cho dân bản. Mày đừng có nói chuyện đi học nữa được không? Bởi vì tao không đồng ý đâu. Thế chẳng nhẽ mày sống mà mày không có ước mơ à? Có. Thế ước mơ của mày là gì? Lấy mày. Hả? Ước mơ của tao là được đi học, là đem kiến thức về cho dân bản. Tao muốn được báo hiếu bố mẹ tao đã nuôi nấng tao cho tao đi học, chứ không phải là sống như con mẩy. Đến tuổi rồi lấy chồng, đến khi tao già tao chết, tao làm ma bên nhà chồng như cái mẩy. Như thế sẽ rất là phí công bố mẹ tao nuôi cho tao đi học, mày hiểu không? Thôi, hiểu chưa? Thôi. Tao nghe cái đống chuyện ước mơ của mày, tao rối hết cả não lên rồi. Tao đã chứng minh tình yêu của tao với mày rồi. Phần còn lại ấy, để chuẩn bị cho đám cưới nhá. Còn tao ấy, muốn cái đám cưới của mình phải to nhất bản. Mày đừng ép tao nữa mỏ. Nhưng mà tao muốn xuống xuôi. Nếu mày muốn mày cũng có thể đi mà. Thế chỗ thế đi, tao đi với mày. Tốt nhất là tự tìm hướng đi cho mình. Tao với mày trẻ mà, sao phải chôn vùi thanh xuân vào chuyện vợ chồng, trong khi có thể đi trải nghiệm cuộc sống ngoài kia, đúng không? Mà tao thấy mày cũng có đam mê mà, sao mày không thử một lần? Mày lừa tao đúng không? Không, tao đi là để trở về. Tao lừa mày, tao còn về được không? Được rồi, để suy nghĩ thêm. Mày hứa rồi đấy nhá. Cầm cự tới bao giờ nữa đấy? Tao đói lắm rồi. Tao đố chúng mày biết nhá, hai đứa chúng nó đang làm gì. Hay là con Bu đợi bọn mình ra đây rồi nện cho thằng Trải một trận, nên thằng Trải nó không ra đây được nhở? Vớ vẩn, vợ đánh chồng thì còn ra cái thể thống gì. Đã bao giờ con Bu nhá là vợ thằng Trải đâu. Tao quyết rồi, chúng mình ra chỗ chúng nó đi. Ê này, chúng mày điên à? Nếu mà không phải nhá thì thằng Trải sẽ là người cho chúng mày một trận đấy. Tầm này á, 1 trận hay 10 trận thì cũng thế thôi. Thằng này đói lắm rồi, không chịu được. Thôi rồi, đi về ăn cơm nhà. Tổ chức cho chúng nó buổi lễ hoành tráng như thế, lại phải phát cái bụng đói về. Đi. Đi. Trải này, tốt nhất là tự tìm hướng đi cho mình. Tao với mày trẻ mà, sao phải chôn vùi thanh xuân vào chuyện vợ chồng, trong khi có thể đi trải nghiệm cuộc sống ngoài kia, đúng không? Mà tao thấy mày cũng có đam mê mà, sao mày không thử một lần? Trải. Bố, sao bố gọi con dậy lúc này? Mày có thấy tờ giấy mà kẹp ở quyển sổ nợ đây không? Được. Con ghét nhất là con chữ thì con động vào đống giấy tờ bố làm gì? Quay lạ, hôm trước chính tay tao kẹp vào cái quyển sổ này. Mày dậy đi, cơm nước rồi tí nữa họ hàng đến bàn chuyện cưới hỏi. Bố đi lấy chồng thì em lại phải ở với đàn gà đến nửa đêm mất. Bố đi học, bố không lấy chồng. Nhà ông Triệu đã đi xem ngày và làm lễ ăn hỏi. Bố chắc phải lấy anh Trải rồi. Nếu thằng Trải không đòi cưới thì không có một lễ cưới nào diễn ra hết. Bố ơi! Bố! Làm sao rồi bố ơi? Mày làm gì như cháy nhà thế? Còn hơn cả cháy nhà ấy. Bố tao mời họ hàng sang để bàn đám cưới rồi kìa. Mày nhất định không hiểu những gì tao nói hả Trải? Không, Tao hiểu mà. Thôi bỏ qua đi. Nói chung ấy là nhất định không được để đám cưới này diễn ra. Chưa? Hả? Mày đồng ý cho tao đi học à? Ừ. Ê, nhưng mà tao phải được đi theo cùng. Tùy mày. Tao chỉ cần đi học là được. Để tao nói với bố mẹ đã. Bố ơi! Mẹ ơi! Ừ. Có chuyện gì thế? Giờ nhà mình sẽ sang nhà ông Triệu. Nhà mình làm gì có tiền mà bắt rể? Dâu rể gì? Con sẽ đi học. Thế có được không? Mẹ hỏi đang trả ý. Đợi ngày bọn con về bản làm đám cưới sau hả? Lão Triều có đồng ý không? Giờ phải đợi mọi người qua nói cùng thì mới biết được ạ. Ừ. Đến bữa cơm rồi mà đi đâu cũng chưa về thì... Mọi người yên tâm, cái này tôi lo được. Bọn mày hôm nay về đi. Thằng Trải nó cũng sắp vợ con rồi, đừng có đàn đúng nữa. Bố. Ông Hà thông gia, vợ Trải kéo hết qua đây, có chuyện gì vậy? Ừ. Bọn nó bảo thì tao qua. Hòa bình thế này là có biến rồi. Bố, bọn con muốn hoãn cưới ạ. Hoãn cưới á? Nhà nó ép mày đúng không? Không. Người lớn cả, ông đừng có nói thế. Tôi biết gì đâu. Lý do? Vì tôi muốn đi học ạ. Được. Cưới xong rồi đi. Không được. Sao lại không được? Này nhá, cưới xong là coi như là xóa nợ. Chưa kể là tao sẽ nuôi mày cho đến khi mày học xong. Như vậy chẳng phải lợi hơn à? Tính ra bố nói đúng đấy chứ. Biết cái gì mà đúng. Thôi. Với cháu, lấy chồng là để hạnh phúc chứ không phải để gán nợ. Nếu số phận của cháu và Trải đã là của nhau thì có chạy lên giời cũng không thoát được, huống chi là xuống Hà Nội ạ. Vậy sao không cưới luôn đi? Vì cháu muốn dùng thời gian để trả lời. Xem cháu và Trải có phải là số phận của nhau hay không. Miệng lưỡi cũng lợi hại đấy. Nhưng mà tao không phải thằng Trải. Tao là bố thằng Trải. Bố ạ. Bố. Bố muốn xuống Hà Nội thì con sẽ đi theo ạ. Bố không cần lo ạ. Bố cũng không thoát nổi khỏi con đâu. Mày nữa. Lúc thì đòi cưới, lúc thì đòi hoãn. Mày định lôi tao với cái họ Hạc ra để làm trò đùa của mày hả? Bố, đây là chuyện riêng giữa tôi và bố. Bố và bố mẹ cứ về nhà trước đi. Như thế liệu có ổn không? Thấy bố lo cho tôi như thế này thì bố tôi có làm gì? Tôi cũng cam lòng. Ăn nói vớ vẩn. Hổ dữ không ăn thì con. Không có chuyện gì đâu. Về đi. Mọi người cứ về trước đi ạ. Mở cửa! Mày cứ ở trong đấy, lúc nào tỉnh thì ra. Kìa bố! Bố không được nhốt con tới đây bố ơi! Con phải đi gặp Bu nữa bố! Cho bác kéo dài ra. Mấy cái đứa trẻ con này chạy dầm thôi, ngã bây giờ! Bác. Tưởng được ăn cưới đi học, hóa ra lại thành ăn khao thi đố lại học. Nhưng thôi, ăn gì cũng là tin vui, phải không nhau không Xuân? Phải không? Đúng rồi. Rau thịt đến rồi đấy. Bà vào trong. Đây, để xếp. Chúng nó quyết thế nào thì bố mẹ phải chịu thôi. Con đỗ đại học là chuyện vui, có gì mà chịu với không chịu. Bà Thi à? Ơi, nè, bà Thi có 3 con gà cho Bu thôi. Đây, để xếp vào. Cảm ơn bà. Con gái bạn này mấy ai được thông minh dũng cảm như con Pu, cầu cho bạn Vương phù hộ cho nó chân cứng đá mềm. Cảm ơn. Cảm ơn bà. Thì nó học giỏi lắm, đi ra Hà Nội đi học rồi. Rồi, cảm ơn bà nhiều đây. Trái ơi. Trái. Ôi ôi. Trái. 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 Trời ơi, sao giờ này vẫn còn ở đây à? Sao? Nhà con Bu đã ra khao bản để cho nó đi học đấy. Nhanh thế à? Ừ, mày bảo bố mày cho người sang bắt vạn nhà con Bu đi. Không được. Sao? Là tao cho cái Bu đi. Mày bị... Nào. Mày bị điên à? Nào. Trời ơi á. Thôi rồi, chờ đi. Bố ơi! Bố! Bố mở cửa cho con đi! Bố! Bố! Sao thế? Mày không nhìn gì à? Bố! Bố tao phá cửa rồi. Thế phải làm sao? Nghe tao bảo. À. Hay là mày mở cho tao đi. Điên à? Đi! Bố mày đang ngồi ngay đây này. Tao mở chết tao. Sao mày đây? Thôi, tao sợ bố mày lắm. Tao sợ tao. Thôi nhá. Tí nữa. Cứ tưởng phải sắp đồ cho Bu về nhà chồng, ai ngờ Bu lại được xuống thành phố học. Bu làm thế nào mà anh Trải cho Bu xuống thành phố học thế? Thì... Bu cứ nói những gì mình nghĩ thôi. Ai ngờ thằng Trải nó lại hiểu những gì Bu nghĩ. Dù sao thì cũng chúc mừng mày. À. Này. Cái gì đây? Tao không có nhiều, nhưng mà mày phải cầm cho may mắn. Coi như tao đã cầm tiền rồi. Còn chỗ này, tao để cho con nuôi tao. Bố mở cửa cho con phải đi với Bu, bố. Mày điên rồi. Bố nhốt con ở đây thì con mới bị điên đi. Bố, mở cửa cho con. Đi mà. Tao thả mày ra tao mới bị điên ấy. Trời ơi, tầm này thì điên điếc cái gì hả bố, mở cửa cho con. Ôi. giờ mày muốn tao chở mày ra bến xe hay là qua nhà hàng Trải? Tất nhiên là ra bến xe rồi. Nhưng mà tao vẫn không tin được là thằng Trải nó lại buông tha tao dễ dàng như thế. Này, có chắc là thằng Trải sai mày sang đón tao đưa đến lên bến xe không đấy? Khổ quá. Mày quay lại nhìn đi. Cả cái bản này biết tao chở mày ra bến xe đấy. Tao mà làm sai nhá, liệu mà tao còn sống trở về cái bản này được nữa không? Thôi bám vào. Em sinh viên à? Dạ vâng. Em học khoa nào? Em học khoa dược ạ. Khoa dược á? Khoa nhất bảng đấy. Đây, em đi ra phía đằng này nhá, cứ đi thẳng là đến. Không lấy nó thì thôi. Tại sao mày đốt tờ giấy nợ của tao? Là con đốt trước khi quyết định hoãn cưới mà bố. Mày có biết tờ giấy ấy là tiền không? Con sẵn sàng dâng hiến cả gia tài này chỉ vì Pu. Cái đồ ngu. Mày có biết là con Pu nó đang lợi dụng mày không? Nó cho mày ăn bùa ăn bả gì mà nó nói cái gì mày cũng nghe răm rắp thế hả? Hả? Thế thì chỉ có là bố yêu thôi bố ạ. Yêu à? Yêu à? Đúng rồi. Ra đây, ô con, mày ra, ra đây. It's